Hello cả nhà. Chào chị ông, chào mẹ. Lâu lắm mới gặp lại mọi người. Nói chung là tầm 2 tuần rồi mình không có làm video hay là post bất cứ một cái gì ở trên Instagram hay Facebook cả. Bởi vì bọn mình vừa mới qua một đợt tìm nhà ở Hamburg. Sang năm thì bọn mình sẽ chuyển nhà từ Leipzig đến Hamburg. Thế cho nên là bạn nào ở Hamburg thì nhắn tin bọn mình nhé. Nói chung là 2-3 tuần vừa rồi là 2-3 tuần có lẽ là áp lực nhất đối với bọn mình trong cả năm qua. Bởi vì cái chuyện tìm nhà ở những thành phố lớn như Hamburg hay là Berlin nó rất là khó. Và bọn mình cũng biết nhiều người là tìm kiểu mấy tháng đến nửa năm mới ra được một căn hộ tử tế để ở. Thế cho nên là ban đầu cũng khá là sợ. Tuy nhiên là cuối cùng thì bọn mình đã tìm được một căn hộ rất là ưng ý, giá rất là phải chăng và địa điểm các thứ, nói chung là mọi thứ đều rất là may mắn ấy. Nhưng mà cái may mắn này nó không rơi từ trên đầu xuống mà là do bọn mình biết cách làm thế nào để tìm được nhà. Thế cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái cách làm như thế nào để tìm được nhà ở Đức nhá. Trước đấy thì ngồi tán chuyện một tí đi. Mình bắt đầu tìm nhà chắc là tầm khoảng 3 tuần trước đây. Tìm ở tất cả những cái mặt trận nào có thể, nào là Immobilien Scout, Facebook, Immovelt. Sau 3 tuần ấy thì mình nghĩ là mình đã đọc tầm khoảng 200 cái quảng cáo nhà và liên hệ với khoảng 100 cái nhà được quảng cáo. Số người trả lời lại và mình có cái hẹn để đến xem nhà với họ chắc là được khoảng 15 nhà. Và trong cái 15 nhà đấy thì có 2 nhà chấp nhận cho bọn mình thuê. Mình là người đảm nhiệm chuyện tìm nhà này, viết email liên hệ với họ này, lên lịch hẹn này. Còn anh Mo thì chịu trách nhiệm gọi điện. Mình cũng viết luôn ở trên cái quảng cáo đấy là tên là anh Mo viết chứ không phải là mình viết. Mặc dù là mình viết từ đầu đến cuối. Thế cho nên là mình cứ thấy chỗ nào được và có số điện thoại là mình lại bán cho anh Mo và anh Mo lại phải ngồi gọi. Nói chung là trách nhiệm nó được san sẻ cho cả hai chứ không phải là mỗi mình ngồi tìm nhà. Xong rồi sau đấy là trong 3 tuần vừa rồi bọn mình đi đến Hamburg. Oh my god. Mấy lần nhỉ? 1, 2, 3, 4. Trong 3 tuần vừa rồi là bọn mình đi đến Hamburg tận 4 lần rồi. 3 lần là vào cuối tuần. Một lần là mình đi một mình ở Hamburg đến tận 3 hôm. Xong rồi đi loanh quanh toàn bộ thành phố, ngày nào cũng đi thăm ít nhất là 2 nhà. Cái chuyện tìm nhà ở những thành phố lớn ở đây ấy, nó rất là khó. Bởi vì là có quá là nhiều các thể loại nhà thượng vàng hạ cám mà nhà nào cũng đắt. Ví dụ như là, so sánh một tí nhá, nhà bọn mình ở đây là 47m², giá là 400 euro, tất cả mọi thứ rồi, tiền điện, tiền nước, tiền internet, linh tinh tinh. Nhưng mà ở Hamburg ấy, thì cái Vermieter, tức là cái tiền thuê nhà ấm ấy, là nó chưa có tiền điện, tiền nước, tiền internet và đôi khi là chưa có cả tiền sưởi nữa. Thế mà giá nó đã là tầm khoảng ít nhất là 600 euro cho một cái nhà 35m². Mà nhà 35m² thì chủ yếu là chỉ cho một người ở. Và ở những thành phố lớn ấy, bởi vì cái nhu cầu thuê nhà rất là cao, thế cho nên là các cái công ty bất động sản hay là người cho thuê ấy, người ta không có đủ thời gian để mà có thể tiếp từng người một cách riêng biệt được. Thế cho nên là người ta có những cái cuộc hẹn mở gọi là öffentliche Besichtigung. Khi mà người ta đăng cái quảng cáo ở trên Immobilien Scout chẳng hạn thì người ta sẽ ghi luôn ở ngay trong cái tiêu đề ấy là Besichtigung ngày nào đấy vào giờ nào đấy và có sẵn địa chỉ đấy rồi. Và bọn mình đã đi đến tầm khoảng 4 hay là 5 cái cuộc hẹn như thế rồi ấy. Và lần nào thì cũng rất là đông. Trời đất ơi, cái lần đầu tiên mà bọn mình đi cái đấy á là một căn hộ bé xíu, 37m², nhưng mà nó ở trong trung tâm. Giá cũng gọi là ok, vẫn là đắt nhá, là 650 tiền thuê nhà chưa có tiền điện nước ấy. Cái lúc bọn mình đến ấy là 30 phút trước giờ hẹn. Thế mà trước đấy bọn mình đã có tầm khoảng 40 người đứng rồi. Cái phòng đấy ấy, nó ở trên một cái gác tầng 4. Và bạn tưởng tượng ấy, trời ơi, cái cầu thang nó bé tí, chắc tầm khoảng được người đứng cái hành lang như thế này. Và rồi sau đấy lúc mà bọn mình vào xem nhà xong rồi, đưa hồ sơ cho người ta xong rồi thì đi ra ngoài, trời ơi, nó vẫn còn là một dãy người ở bên ngoài cả căn nhà đây nữa. Chắc là tầm khoảng 70 người nữa đứng ở bên ngoài.
mà chỉ chọn đúng một người để thuê cái nhà đấy, thì bạn phải tưởng tượng cái trời ơi cái mức độ cạnh tranh nó cao đến cỡ nào ấy. Những cái lần xem mấy cái cuộc hẹn mở tiếp theo thì nó không nhiều đến mức thế, nhưng mà lần nào cũng phải ít nhất là 20 người. Ngay cả những cái cuộc hẹn không phải là cuộc hẹn mở như thế ấy, tức là mình liên hệ với người ta xem cái tin nhắn của mình, người ta xem mức lương của mình như thế nào, xong rồi sau đấy người ta mới mời mình đến cái cuộc hẹn xem nhà, thì cũng phải ít nhất là 10 đến 15 người xem nhà. Nó có đỡ xô bồ hơn một tí, mình có thời gian nói chuyện với các người cho thuê nhà hơn một tí, nhưng mà nói chung là cái mức độ cạnh tranh nó vẫn rất là cao. Và thực tế đã chứng minh là bọn mình không nhận được một cái lời chấp thuận nào từ những cái căn nhà như thế cả. Hai cái căn nhà mà bọn mình được chấp nhận ấy thì là những cái nhà mà người ta cho xem nhà riêng biệt, tức là chỉ có một mình với cả người cho thuê nhà, hoặc là kiểu cỏ mối ấy, cầu nối ấy, makler ở đấy thôi. Thế cho nên là mình có thời gian là mình nói chuyện với người ta nhiều hơn này, xong rồi tạo ấn tượng thiện cảm các thứ này, thì cả hai nhà đấy người ta đều thích bọn mình ấy và cho bọn mình thuê ấy. Mặc dù là nó cũng sau khi gặp nó phải mất tầm khoảng một tuần để người ta nói chuyện lại với cả chủ cho thuê nhà rồi các thứ và để so sánh giữa bọn mình với cả những cái người khác mà muốn thuê nhà, xem là ai có khả năng tài chính cao hơn và có thể là đáng tin tưởng hơn nữa chẳng hạn. Quãng đường từ Leipzig đến Hamburg ấy thì mất ít nhất là 4 tiếng rưỡi lái xe. Bạn tưởng tượng kiểu trong một tuần cứ đi đi lại lại như thế hai lần, thế là đã mất 18 tiếng chỉ có đi lại thôi. Dã man. Thực sự là sau 3 cái tuần đấy mình không thể nào ngồi lâu ở một chỗ như thế nữa. Kiểu nó cuồng chân, cuồng cẳng, cảm giác bị jet lag ấy. Mặc dù chỉ là đi xe ô tô thôi nhá. Không phải lại còn thêm áp lực, không biết là trời ơi người ta có nhận mình không, bao giờ mình mới tìm được nhà, nhỡ không tìm được nhà thì làm như thế nào ấy kiểu. Nhưng mà may mắn là bọn mình đã tìm được nhà rồi. Và đây là những lưu ý khi mà các bạn muốn tìm nhà ở Hamburg. Khi mà bạn đi tìm nhà bên này ấy thì có 4 loại giấy tờ mà các bạn luôn cần có. Mình sẽ viết chi tiết hơn ở trong blog nhá. Có nhiều cách để tìm được nhà ở Đức và mình có ghi ở trong blog rồi. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh cái cách hiệu quả nhất, đấy chính là đăng ký Wohnungssuche ở trong Genossenschaft. Ở bên này nó có cái khái niệm Genossenschaft khá là hay. Không biết là mình dịch như thế này có đúng không, nhưng mà nó như kiểu là một cái hợp tác xã xây nhà và cho thuê nhà ấy, và họ đầu tư vào những cái khác nữa. Thế cho nên là giá nhà của họ bao giờ cũng rất là bình ổn ấy, và nó không quá cao như kiểu nhà tư nhân cho thuê. Và nếu như mà nhà có hỏng hóc gì ấy thì bạn có thể ngay lập tức liên hệ với họ và họ sẽ sửa chữa các thứ rất là nhanh chóng. Có duy nhất một cái nhược điểm của cái Genossenschaft, đấy là khi bạn vào thì bạn sẽ phải trả một khoản tiền Genossenschaft Anteil, nó như kiểu cổ phiếu vào hợp tác xã ấy, thì nó hơi cao, khá là cao so với cả tiền đặt cọc của những cái nhà tư nhân khác. Tuy nhiên nếu như bạn may mắn ấy thì cái cổ phiếu của bạn này nó sẽ sinh ra lời và hàng năm bạn sẽ có được một chút lãi, hoặc là bạn có thể đổi nhà nếu như bạn muốn. Về những cách tìm nhà khác thì các bạn có thể tìm thấy ở trong blog của bọn mình nhá. Còn một vài cái lưu ý nữa khi các bạn đi tìm nhà, khi mà các bạn đến xem nhà ấy thì nên ăn mặc gọi là tử tế một tí, đừng mặc đồ hoodie như mình bây giờ. Và nhất là mình là người châu Á ấy, thế cho nên là mặt mình lúc nào cũng trẻ hơn, nên là phải tút tát các thứ vào trông cho nó dư lên thì người ta kiểu tin tưởng hơn tí ấy. Và cái cuối cùng ấy là phải rất cẩn thận lừa đảo. Khi mà mình liên hệ với cả mấy cái quảng cáo ấy thì đã phát hiện ra 3 người là muốn lừa đảo mình. Cái thủ đoạn của họ nói chung là rất là dễ nhận biết ấy. Tuy nhiên là vẫn có những người bị người ta lừa và phải chuyển tiền rất là nhiều ấy, kiểu trên 1.000 euro ấy, thế mà vẫn bị lừa được. Những cái mánh khóe của họ như thế nào và email của họ là gì, mình có ghi ở trong blog nhá, các bạn vào đấy đọc nhá. Và nhớ cẩn thận, đừng bao giờ chuyển tiền qua mạng cả, đừng bao giờ. Ok, mình hy vọng là những cái mẹo này có ích cho các bạn trong việc tìm nhà ở Đức nhá. Còn bây giờ thì mình phải đi pack đồ đây. Bye bye, chào ông, con chào mẹ. Tschüss! Sind wir früh? Ja. Wie viele Minuten früh? 15 Minuten. Wie viele Leute sind da? 22. Nicht schlimm. Naja, letztes Mal waren wir weg. Mach das Video.